Xin chào quý vị, Lý Hương. Hôm nay đi ăn một cái món ăn rất là cổ truyền của người Hoa. Cả nhà có nhìn thấy tô gì trước mặt không? Đây là tô giò đã được ướp với lại một cái loại hạt, đó là hạt gạo đỏ của người Trung Quốc. Đây là món ăn mà rất là cổ truyền của người Hẹ. Quán mà Lý Hương đi lại á, thì là một cái quán lề đường thôi, một cái quán gia đình thôi, mà nhìn thoạt nhìn qua Lý Hương tưởng giống như là một cái chỗ để bán nước thôi. Đấy, cái tấm mà để địa chỉ nó cũng bạc luôn, nó nằm ở số 212 đường Dương Tử Giang, phường 4, quận 11 nha quý vị. Đây là một căn nhà của người Hoa, là người Hẹ đấy. Cô chủ là người Tiều, còn chú á, là người chồng của cô á, là người Hẹ. Và đây là một cái quán mà Lý Hương thấy là theo dạng bán gia đình thôi. Khi mà Lý Hương đi tìm cái số địa chỉ là 198 hay 189 gì đó, à 198 Dương Tử Giang ở quận 11, thì không chạy qua chạy lại thì không thấy địa chỉ đó. Đến khi á mà dừng lại hỏi hai cái anh ở ở gần gần khu vực này, thì cô chủ này, cô nghe cô hỏi là tìm cái gì, sau Lý Hương nói là tìm cái quán mà bán mì giò heo đỏ, thì cô nói ở đây bán nè. Nói, ủa ở đây là địa chỉ nào? Là 212. Nhưng mà 212 thì không phải địa chỉ Lý Hương tìm, nhưng mà theo như cái nhìn sơ bộ xung quanh nhà thì Lý Hương biết là đây là người gốc Hoa á. Nên là Lý Hương vô để ăn thử xem như thế nào. Và thật sự là vô thì biết được một số những cái điều chất chứa từ những cái điều chất chứa, à những cái bí quyết ở trong cái món mà giò heo đỏ này của người Hẹ ha. Thì cái nguyên liệu mà để làm cho cái giò heo á, nhìn cả nhà thấy màu đỏ đó như vậy đó, là do cái hạt gạo đỏ xay nhuyễn ra, giống như là mình xay hạt đậu xanh hay hạt đậu của mình nhuyễn ra, sau đó nó sẽ ướp với lại heo, nó có cái màu rất là đẹp, khác hẳn với giò heo mà ướp như là dạng như là heo của bún riêu của mình, nó cái màu khác hẳn luôn. Và cái chỗ này thì đối diện qua là khu phố 2, phường 4, quận 11 ha. Ở phía mà ở bên tay trái mình đi lại vài căn nữa, ở ngay chỗ góc đường thì có một cái quán 198 nằm cũng là đường Dương Tử Giang luôn, thì cũng có bán cái món này. Và quán ở 198 đó thì phát triển hơn theo như cô chủ nói, thì cứ ăn trước ở đây đi, rồi sau đó có dịp đi qua để ăn, để thưởng thức và xem coi nó khác nhau như thế nào. Thì Lý Hương chấp nhận thử thách nói chung là ăn thử. Thì khi mà đi ăn cái món này thì Lý Hương thấy á, là giống như là mình vô căn nhà của người Hoa và được mời một cái món ăn truyền thống của họ. Thịt heo ở đây thì có cái màu á, rất là đặc biệt, nó khác với lại cái màu của giò mà được giống như bún riêu của mình á. Nó có cái màu nó hơi hồng hồng. Rồi khi mà Lý Hương quay quay như thế này nè, thì cái cô con dâu của cô chủ mới đem ra. Lúc này thì Lý Hương đang phỏng vấn ha. Đó, thì cô đang, tức là cái tô của Lý Hương là cái tô gần cuối rồi đó cả nhà. Nên là mọi đồ ăn, nguyên liệu đồ đang là sắp xếp lại ha. Quán thì bán từ lúc khoảng 6 giờ cho đến 10 giờ là hết. Và theo như Lý Hương hỏi thì thường là dân địa phương ở đây ăn, người Hoa mà người Hẹ đó, người ta ăn. Một số người thì cô chủ nói là không có ăn vì nhìn cái màu sợ. Thì sợ ở đây là dạng là sợ phẩm màu đó cả nhà, rất là độc đúng không? Còn cái này á, là đấy, đem ra nguyên cái bịch là hạt gạo, nói là đây xay từ cái này nè mà ra cái màu như vậy, và nên là phân biệt cái màu là cái màu này đó, cái bịch này nè cả nhà. Đây là hạt gạo đỏ mọc ở trên đất Trung Quốc, và nghe như là cô giới thiệu, con cô chủ giới thiệu như vậy. Lúc này á, là mì sẽ được trụng qua cái phần nước sôi ha. Đó, thì cả nhà thấy không, giống như là đột nhập vô một cái bếp của người Hoa ha. Sau đó thì hơi nóng mà, cái này nó rất là nóng. Sau đó thì mình sẽ bỏ vô cái giá mình trụng
lấy nước thì nó cũng giống y như là mì dắt á, cái sợi mì nó giống như là cái phần mì dắt to. À, mà Lý Hương cũng ăn rồi, sợi mì thì không có quá gì đặc biệt đối với Lý Hương, nhưng mà Lý Hương thấy đặc biệt nhất á, là cái phần giò heo này nè, cái màu của nó ha, là cái màu hồng. Cái giò heo thì được cũng cho rất mềm, gân rồi rất là mềm, mềm ủng luôn. Mà như phỏng vấn của chủ, của Vũ nói là khoảng là 1 giờ rưỡi đó, 1 tiếng rưỡi thì sẽ ra cái vị của nó. Khi mà ăn á thì Lý Hương nghe nó có cái mùi vị của như là của gạo mà lên men hay sao á, không biết là mình, nhưng mà sư cô chủ nói là nó không có cái vị đó, mà mình ăn thì mình nghe nghe có cái vị đó. Thì nếu như mà cả nhà muốn ăn thêm mì người Hẹ thì có thể là đến địa chỉ này đấy. Thì cô chủ nói là bán rất là nghệ sĩ ha, bán cho dân địa phương thôi, ngày bán đấy cái nồi nước rất là nhỏ thôi. Lúc này thì Lý Hương thấy hai cục giò không hấp phê lắm, Lý Hương nói là thôi cô bán thêm cho con một cái cục giò nữa đi. Ăn ăn cho đã. Một tô như thế này thì cô bán là giá 28 ngàn, còn nếu mà ăn thêm cục giò nữa thì là 38 ngàn nha quý vị. Lý Hương ăn tô này thì vừa đủ no, không quá no ha, nói chung là vừa đủ. À, thì những cái món ăn mà gốc Hoa đó thì Lý Hương thấy là nguyên liệu mà giò heo mà gì hầm cũng thì là một trong những cái mà rất là phổ biến. Ừ, cái màu khá đẹp ha nha. Rồi sau đó thì Lý Hương qua thưởng thức thôi, quán ăn gia đình đó. Cục giò này cả nhà nhìn thấy không, cái màu này nhìn nhiều người nói là nhìn rất là sợ không dám ăn. Và đây Lý Hương đã ăn sạch xanh xanh. Và đây là những cái muỗng nước cuối cùng. Đó. Xong. Và khi tính tiền cô chủ lấy có 30 à. Hỏi sao ạ? Nói thôi cô lấy 30 thôi. Thấy Lý Hương dễ thương với cả nhà. Rồi sau đó thì Lý Hương về nhà. Và trên đường về nhà thì ghé qua một cái hàng chè. Mà cô chủ này thì hơi nhìn sợ sợ nên không có dám ghi hình. Lý Hương chết nhát lắm. Thôi thì ăn tráng miệng với lại cái chè này ở nhà thì Lý Hương có lòng tiếng. À, mời cả nhà cùng xem cái tô chè mà Lý Hương ăn giải khát nha, chỉ có 7 ngàn thôi. Ping. Và đây là món tráng miệng của Lý Hương ngày hôm nay quý vị ơi. Trời ơi, một ly chè lê đường. Chỉ có giá là khoảng 7 ngàn thôi. Bây giờ thì chúng ta sẽ xăm soi ha. Cái ly chè 7 ngàn lê đường thì Lê Hương sẽ mở trước. Chè này là chè đậu đen với lại đậu xanh. Cô chủ thì nhìn cũng hơi khó chịu xíu nên là Lê Hương không có ghi được hình. Bây giờ thì Lê Hương về và xăm soi cho cả nhà đây. Nước phần nốt cốt dừa, sau đó sẽ đến một lớp đậu, đậu đen, đậu xanh. Là một người vô danh tiểu tốt, khi mà đi ghi hình thì không có phải là dễ dàng như là kênh của những danh hài ha. Giống như là Lý Hương trùng tên với lại một gọi là em của diễn viên điện ảnh lừng danh, rồi sau đó cũng trùng tên với lại một diễn viên hài rất là lừng danh và đang làm một cái kênh channel về những cái món ăn của Việt Nam. Nên là cả nhà ai mà đi nói là không giống cô này không giống cô kia mà phải là hài như thế này hài như thế kia thì cho Lý Hương xin phép được từ chối cái áp lực quá nặng nề này nha cả nhà. Tại vì á, nói chung mỗi người mỗi vẻ nên là không ai giống ai đâu, và trời cũng phú cho mỗi người có một cái biệt tài, một cái tài năng riêng. Riêng Lý Hương thì nói chung là làm cái này thì chỉ do là mình thèm ăn, mình ham ăn và mình thích săn lùng quán vậy thôi, chứ không có một cái ước mơ, một cái tham vọng xa vời sẽ quy tụ một cái lượng những người mà đam mê về ẩm thực, nói chung là một cái gì đó quá là quá sức với mình ha. Mình có những cái ngách riêng của mình và đây là một cái món chè lề đường mà Lý Hương có dịp mà nhìn một cái gánh
thấy là khá là ngon nhưng mà không có ghi hình lại, tại vì nhìn cái chân mày của cô chủ thì nhìn thấy sợ rồi, cứ như chết nhát lắm. Bây giờ thì mình sẽ bỏ một ít đá vô, đá ở đây thì cũng hơi tan rồi, thì mình sẽ bỏ cái phần nước ra ha. Nói chung là Lý Hương rất thích tìm hiểu về văn hóa, mà một trong những cái tức là những cái nó hình thành nên cái tính tình của con người ta đó cả nhà. Và trong đó thì có cái ngách là thức ăn. Thức ăn là một trong những thứ mà mình không thể thiếu khi mà mỗi ngày ha, nên là nó là cái điều mà động lực rất là lớn để cho Lý Hương đi săn lùng được nhiều quán. Và giới thiệu cho cả nhà, đây là món chè gọi là đậu xanh và đậu đen, 7.000 mà ra một cái tô to như thế này rồi cả nhà. Nhà thấy không, được không? Rồi đã khác Sài Gòn ơi, Sài Gòn ơi. Giờ múc muỗng thử coi ha, nó cũng không sạch lắm, nó cũng lỏng. Rất nhiều người quan ngại về thức ăn lề đường. Đậu thơm quá. Ngon. Rất là vừa, không có quá ngọt ha. Nếu như mà khuôn mặt của cô chủ hiền từ hơn chút xíu mình ghi hình à. Mình sợ quá thôi, mình mua một cái mình chạy đi luôn. Đây là một cái xe đẩy rồi cả nhà. Cũng không có cố định không. Nằm ở trên đường Nguyễn Chí Thanh, nếu không có dịp đi qua trong mua đem về nhà ăn luôn. Chè đậu có nước cốt dừa, thêm đá vô là một cái món ăn mà giải khát, mà Lý Hương khá là thích. Thì đậu đâu đây á, mà cái phần đậu thanh á đã được nát rồi, nấu nhừ rồi, còn cái đậu đen thì còn hột ha. Rồi có vậy thôi, video của Lý Hương có vậy thôi cả nhà. Hôm nay thì được ăn cái món mì chân giò đỏ của người Hoa người Hạ. Trên đường về thì giải khát bằng một ly chè đậu đen, không phải đậu đỏ ha, đậu đen với đậu xanh. Các loại đậu của chúng ta được thiên nhiên tạo hóa ban cho nó những cái màu sắc rất là đẹp, và cái chân giò mà Lý Hương ăn trong cái đoạn đầu á thì nhà thấy á, nó làm từ cái hạt gạo màu đỏ có nguồn gốc từ Trung Quốc đó, chứ nó không phải là phẩm màu hóa học. Mà Lý Hương hỏi cô chủ á, đã có định mà đã như là mở quán nó lớn hơn không, tại cái quán này giống như cái quán gia đình thôi, thì cô chủ nói là không có nhu cầu, không có ước mơ vĩ đại như vậy, cũng như là con thì nói chung là một đứa thì đi làm công ty, một đứa thì đi làm nhà nước, nói chung là không có đứa nào mà nói nghề, nên là giờ cô còn sống thì cô còn bán thôi, không có ý định. Nhưng cảm thấy giống như là có một món ăn gì đó có thể là bị thất thoát cái phần mà gia truyền thôi nha. Biết không, hơi tí nữa không. Nên mà ai muốn ăn thêm một cái món ăn cổ truyền của người Hẹ thì có thể là ghé đến địa chỉ quán đấy. Nói chung là quán gia đình thôi, không phải là nhà hàng, không phải là quán ăn đâu. Nhìn giống như một cái chỗ bán nước vậy á. Gần gần ở đó thì có cái quán được mở thành thành quán rồi, đắt hơn, đông hơn. Nhưng mà cô chủ nói thì hãy đi ăn đi rồi so sánh.
Lý Hương sẽ hẹn cả nhà một dịp gần nhất có thể đi qua ăn luôn cái quán kế bên cạnh xem như thế nào, để so sánh review cho cả nhà ha. Dùng bao tử của mình, túi tiền của mình để đi review cho cả nhà. Rồi thôi, Lý Hương tạm em video đây đây. Húp chén chè. Đã khác Sài Gòn ơi, nước rất là ngon. Chào tạm biệt cả nhà nha. Hẹn gặp lại trong video tiếp theo. Bye bye. We'll be right back.